Kính thưa quý khách, là hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khách cái tấm tranh Tùng Hạc Trường Xuân với kích thước phổ bì là 2m17, 1m07. Chúng tôi bán với giá là 28 triệu, một cái giá là cực kỳ là hợp lý. Chúng tôi sẽ bao vận chuyển. Gỗ là dày 7 phân và khung, cái nền ván ở trong đấy là dày 7 phân và khung ở ngoài là dày 8 phân. Được làm bằng chất liệu là hương đỏ của Nam Phi. Và được chúng tôi đục chạm rất là tỉ mỉ. Gỗ thì để từ năm ngoái rồi, rất là khô. Đây, chúng tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị xem. Quý vị có thể thấy những cái lá tùng của chúng tôi tỉa rất là mau và đẹp, nhìn rất bắt mắt đúng không ạ? Và độ kênh bông thì rất tuyệt vời. Đấy. Sâu kênh bông. Kênh bông. Nhìn như gắn vào đúng không ạ? Nhìn thì lại như gắn vào. Đấy. Rất kênh bông. Và cực kỳ mềm mại. Với mức giá là 28 triệu cho một tác phẩm nghệ thuật như này thì quá là xứng đáng quý vị ạ. Đáng đồng tiền bát gạo để sưu tập, để treo chơi đúng không ạ? Địa chỉ chúng tôi ở Đại Nghiệp, Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội và số điện thoại là 0975 940 966. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và nhớ bấm vào nút chuông theo dõi. Và để được thông báo những cái tác phẩm chúng tôi đăng lên.